Chào bà con! Tôi biết bà con đã nghe nhiều về thức ăn tự nhiên trong ao nuôi. Nhưng nó quan trọng đến mức nào? Về điều gì làm cho nguồn thức ăn tự nhiên hiện nay dần mất đi? Liệu bà con đã biết? Nghề nuôi tôm nước lợ xuất hiện ở Việt Nam từ rất sớm và nhanh chóng trở thành ngành hàng quan trọng. Đến nay, nghề tôm có sự phát triển mạnh mẽ với mức độ thâm canh ngày càng cao. Quảng canh hiện vẫn là mô hình phổ biến, chiếm diện tích nhiều nhất cả nước. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, loại mô hình này đang phải chịu nhiều sức ép và tác động rất lớn từ các nguyên nhân khác nhau, gây ảnh hưởng đến quá trình nuôi và dẫn đến thất bại. Một trong những nguyên nhân chính là sự suy giảm của nguồn thức ăn tự nhiên do việc lạm dụng thuốc hóa chất quá mức, không đúng mục đích và liều lượng trong quá trình cải tạo ao và trong suốt vụ nuôi. Các loại hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật sẽ tạo ra một lượng tồn lưu lớn trong đất lên đến vài năm và thậm chí lâu hơn tùy theo nồng độ và tần suất sử dụng, làm mất cân bằng hệ vi sinh vật trong ao nuôi và môi trường nước không ổn định. Từ đó, tôm nuôi kém phát triển, dễ nhiễm bệnh, phát triển không đồng đều, chậm lớn do thiếu thức ăn tự nhiên. Vậy chuỗi thức ăn tự nhiên là gì? Hiểu đơn giản, đây là một dãy gồm nhiều sinh vật có quan hệ gìn giữ với nhau. Loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau. Còn chuỗi thức ăn trong ao nuôi tôm quảng canh thì sao? Chuỗi thức ăn tự nhiên chiếm vai trò quan trọng nhất trong ao nuôi quảng canh. Vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ thành các chất dinh dưỡng cần thiết cho sự tăng sinh của tảo lục và tảo khuê. Tảo là mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn của thủy vực, giúp màu nước ổn định trong suốt vụ nuôi. Tảo sẽ kích thích các động vật phù du trong ao, lông trùng của Bepoda phát triển. Kế đến là động vật thân mềm, chuồn chỉ, ốc gạo. Đây là nguồn thức ăn chính của tôm nuôi. Đó, bà con cần có những giải pháp phù hợp để đảm bảo nguồn thức ăn tự nhiên tồn tại trong suốt vụ nuôi, mật độ tảo và nguồn vi sinh vật ổn định. Hiện nay, Bình Minh có giải pháp mới, hạt sinh học Phu Điền, giúp bà con tạo được nguồn thức ăn tự nhiên mà không cần chuẩn bị phức tạp hay chi phí đầu tư cao. Hạt sinh học Phu Điền có thể bổ sung ngay từ đầu vụ và suốt quá trình nuôi để giữ ổn định chuỗi thức ăn đến đỉnh tháp. Vậy, tại sao nên sử dụng hạt sinh học Phu Điền? Hạt sinh học Phu Điền có chứa 3 thành phần chính bao gồm các vi sinh có lợi, chất dinh dưỡng hữu cơ và nấm men, có tác dụng ổn định màu nước, kích thích tạo thức ăn tự nhiên của bếp đa, chuồn chỉ, ốc gạo. Các vi sinh vật có lợi trong hạt sinh học Phu Điền tiết ra các enzyme gây ức chế mầm bệnh, giải phóng các khí độc tồn lưu. Hơn thế nữa, sản phẩm này giúp cải tạo và phục hồi chức năng môi trường ao nuôi nghèo dinh dưỡng. Liều lượng sử dụng vô cùng đơn giản. Trước khi thả tôm 7 ngày, sử dụng 3kg trên 1.000m², sau đó 4 ngày, sử dụng 2kg trên 1.000m². Sau khi thả tôm 3 ngày, sử dụng 1kg trên 1.000m² và định kỳ 5-7 ngày trên lần trong suốt quá trình nuôi. Và đây là hình ảnh nước ao nuôi trước và sau khi sử dụng hạt sinh học Phu Điền. Để hạt sinh học Phu Điền đạt được hiệu quả sử dụng cao nhất, bà con cần lưu ý các điều sau. Cải tạo ao nuôi, diệt tạp trước khi thả giống. Nên thiết kế ao dèo trong hệ thống ao nuôi và nuôi theo mô hình nước đứng. Khử phen, kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực vật bằng ETA 2-3kg trên 1.000m² trước khi sử dụng hạt sinh học Phu Điền 2-3 ngày. Kiểm tra và điều chỉnh các yếu tố môi trường ao nuôi phù hợp trước khi thả giống. Tùy vào màu nước và hàm lượng thức ăn tự nhiên theo từng thời điểm mà bà con tăng hoặc giảm lượng hạt sinh học thích hợp. Chọn nguồn giống chất lượng, sạch bệnh, có khả năng thích nghi cao, kháng bệnh tốt từ các cơ sở có uy tín cao, mật độ thả giống phù hợp, tôm sú, quảng canh trung bình 1-2 con trên mét vuông, bán thâm canh 5-10 con trên mét vuông, tôm thẻ, quảng canh trung bình 5-10 con trên mét vuông, bán thâm canh 15-20 con trên mét vuông. Bình Minh tin hạt sinh học Phu Điền sẽ giúp bà con xua tan nỗi lo tôm to vượt khó. Chúc bà con có một vụ mùa thành công.